Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh tô màu của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tô bức tranh quả lựu nhé, để trở đầu nhé. Dùng màu hồng đỏ để tô quả lựu. Ở đâu tôi cành cây nhá. Màu hồng tôi bông hoa. Dùng màu xa để tôi phần còn lại nhé. Xinh lá, tốt phần lá. Ok, vậy là mình đã tô màu sẫm trên ngày rồi nha mọi người. Để mọi người
Cảm ơn mọi người theo dõi video tô màu này của mình. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.